Kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại chương trình đọc báo online số 152. Sorry quý vị và các bạn, sáng nay Hùng Nguyễn có một chút xíu công việc nên phải dừng chương trình sớm hơn thường lệ. Thì vừa qua thì chúng ta cũng đã biết được là cái thông tin của bộ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã vô địch do huấn luyện viên Mai Đức Chung, là một người dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đã 6 lần vô địch SEA Games. Thì quý vị biết đây là một cái con số mà cũng rất là lớn. Đội tuyển Thái Lan thì có được 5 lần và đội tuyển Việt Nam thì được 6 lần vô địch của SEA Games. Thì đây là một cái điều mừng rỡ cho cái đội tuyển bóng đá Việt Nam. Lần này có nghĩa là giữ có nghĩa là trọn vẹn được cái sứ mạng, là có nghĩa là bảo vệ chức vô địch SEA Games lần 29, năm nay là lần thứ 30, thì cũng là đội tuyển bóng đá nữ của Việt Nam. Thì quý vị biết rằng hàng chục năm, có nghĩa là cái phong trào mà bóng đá của SEA Games, có nghĩa là khu vực của Đông Nam Á, thì quý vị biết là đội tuyển nữ Việt Nam đã tới 6 lần vô địch. Nhưng mà đội tuyển Nam Việt Nam thì chưa có một lần nào mà được rờ vô, có nghĩa là được rờ và được cái chiếc cúp vô địch của SEA Games. Bởi vì đó là một cái huy chương mà cái đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam rất là mong mỏi được chạm tới. Thì hy vọng là lần này vào ngày 10 tháng 12 này, thì hôm nay là 8, thì còn 2 ngày nữa thì chúng ta sẽ vào lúc 7 giờ chiều thì chúng ta sẽ được xem một cái trận bóng đá của đội tuyển Nam Việt Nam với U22 Việt Nam và U22 của gọi là Indonesia. Thì hy vọng là lần này Việt Nam sẽ nâng cúp để mà có nghĩa là thỏa mãn cái gọi là cái mong chờ đã hàng chục năm. Có nghĩa theo như nhận định của ông Park Hang-seo thì nói là Việt Nam đã tới 60 năm mà chưa có thể nào mà chạm tay vào được cái chức cúp SEA Games. Bởi vì năm 66 thì miền Nam Việt Nam lúc đó theo chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì cũng đã vô địch SEA Games được một lần. Và cho đến nay thì quý vị biết là từ năm 66 tới nay là cũng đã 53 năm Việt Nam chưa có lần nào mà được chạm cúp gọi là bóng đá SEA Games. Thì trở lại vấn đề, thì quý vị biết là đội tuyển bóng đá Việt Nam này, nếu mà quý vị có xem cái gọi là hai đội mà thi đấu với nhau, thì nếu mà chúng ta chỉ nhìn sơ qua thôi thì chúng ta tưởng là những cái đội tuyển nữ đó là những cái cầu thủ mà cũng rất là chuyên nghiệp, cầm bóng rồi giữ bóng rồi gọi là vẽ bóng hoặc là tấn công, tham gia tấn công thì rất là tích cực, nhìn thì rất là. Mà phụ nữ Việt Nam thì quý vị biết là tuyển nữ Việt Nam thì đa số cũng là những người đẹp. Đội tuyển nữ Việt Nam nhất là hai cái đội tuyển, một là đội tuyển bóng chuyền. Đội tuyển bóng chuyền thì phụ nữ thì cao 1m8, 1m70 mấy tới 1m8 đổ lên. Có đội tuyển bóng đá thì thấp hơn, nhưng mà thật sự ra thì phần đông phụ nữ Việt Nam thì rất là đẹp. Nhìn vào thì quý vị cũng thấy cái gọi là nét xinh tươi của họ mà cũng cảm thấy rất là vui. Thì đó là những cái điều kiện mà chúng ta cũng thấy cái Việt Nam là một cái đất nước hiện nay là cũng đang trên đường gọi là phát triển rất là mạnh, trong đó có những cái môn thể thao. Thì lần này thì quý vị cũng biết rằng là cái SEA Games lần thứ 30 này thì đội tuyển Việt Nam hiện nay thì cũng đang đứng hạng nhì, chỉ sau về huy chương vàng thì chỉ sau cái đội tuyển của nước chủ nhà là Philippines mà thôi. Từ đó thì chúng ta cũng thấy là cái vấn đề đầu tư đúng mức của các môn thể thao tại Việt Nam, nhất là điền kinh Việt Nam. Thì quý vị biết là những cái môn bơi lội là một cái môn mà rất là cái bằng là rất là phải đầu tư ác liệt, nhưng mà Việt Nam thì cũng chiếm rất là nhiều huy chương vàng, kể cả của nam và của nữ. Bên nam thì có Huy Hoàng, Nguyễn Huy Hoàng, và bên nữ thì có Nguyễn Thị Ánh Viên, là những cái vận động viên mà hốt rất là nhiều cái huy chương vàng của SEA Games lần thứ 30. Thì đây là những cái thông tin mà Hùng Nguyễn cũng lụm lạc
thông qua những cái báo đài, từ đó cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn cho nó vui trong cái cuộc sống. Kế tiếp thì ông Nguyễn cũng muốn nói lại thêm cái chương trình của mình, thì chương trình vào lúc chiều tối ở tại Hilton, cũng có nghĩa là buổi sáng ở tại Việt Nam, thì chương trình thì cũng có đưa thêm một cái chương trình gọi là Tiếng Việt Nâng Cao, thì cũng mong được quý vị vào theo dõi và cũng góp ý cho chương trình. Bởi vì sao có chương trình Tiếng Việt Nâng Cao? Bởi vì sắp tới đây thì Hùng Nguyễn cũng trở lại trường, cho nên thời điểm này cũng là thời điểm mà đang luyện lại gọi là tiếng Anh, thì từ đó thì chúng ta cũng liên tưởng tới cái ngữ pháp của tiếng Việt. Thì chúng ta là người lớn thì ai cũng đã học ngữ pháp từ những năm học gọi là học tiểu học, trung học, cho nên bây giờ tiếng Việt thì chúng ta chỉ để ý tới những cái vấn đề gọi là tiếng Việt làm sao để được nâng cao. Thì Hùng Nguyễn thì cũng có điều kiện để tìm hiểu cái tiếng Anh nâng cao, cho nên từ đó mới cũng muốn đưa ra một cái chương trình để chúng ta cùng suy ngẫm và chúng ta cùng đóng góp cho nhau để chúng ta tạo được một cái gọi là chương trình nó bổ ích. Nơi đó chúng ta có thể là dùng cái kiến thức, cái văn phạm của Anh, mà chúng ta có thể là so sánh lại cái kiến thức, cái văn phạm, cái ngữ pháp của Việt Nam, để chúng ta cảm thấy cái vấn đề nào của tiếng Anh nó tốt thì chúng ta nên phát huy, còn vấn đề nào của Việt Nam tốt thì chúng ta nên gìn giữ. Và những cái điều kiện giao thoa đó thì chúng ta sẽ thấy được những cái điều kiện nào nó hay mà nó không có bị lỗi thời, thì chúng ta có thể là nâng cấp cho cái ngôn ngữ chúng ta. Chương trình nâng cao tiếng Việt cũng là một cái chương trình mà để chúng ta cùng nhau kết hợp để mà có những cái gọi là câu chuyện để mà nói chuyện với nhau thông qua chương trình Nước Việt Với Tôi. Hùng Nguyễn đầu tiên thì cũng xin cảm ơn quý vị cũng đã có những cái đóng góp rất là nhiều trên chương trình và cũng đặt ra những cái câu hỏi. Thí dụ như sáng nay thì cũng có một cái bạn hỏi là anh Ngô Kỷ về Việt Nam thế nào. Thì Hùng Nguyễn nghĩ thì anh Ngô Kỷ thì thật sự ra anh ta cũng là một người Việt Nam. Cái chính kiến của anh ấy thì có thể là theo cái chế độ này, chế độ kia, nhưng mà anh ấy là cũng còn người thân, cũng còn dòng họ bà con, kể cả quê cha Mồ Mả, quê mẹ của anh ấy cũng tại Quảng Nam hay hoặc là Đà Nẵng gì đó, thì anh ấy cũng còn cái nguồn gốc của người Việt Nam. Thành ra anh ấy thì do cái gọi là chính quyền có cho phép anh ấy về hay không, còn cái quyền được về hay không thì cái đó là do anh ấy cũng tự quyết định cho mình. Nhưng mà có nhiều bạn thì nói là anh ấy về sẽ muốn gọi là hành hung anh ấy thế này thế kia, thì thật sự các bạn đó rất là quá khích. Thật sự ra thì vấn đề gì thì nó cũng còn luật pháp, anh ấy có sai thì luật pháp sẽ xử anh ấy, chứ chúng ta là người Việt với nhau thì chúng ta không thích thì thôi, chứ chúng ta cũng không có được quyền mà muốn hành hạ ai, muốn chửi bới ai là chửi, thì cái đó là quý vị như vậy thì quý vị sẽ vi phạm pháp luật rất là trầm trọng. Thì Hùng Nguyễn cũng khuyên can quý vị đừng có lên làm những cái chuyện đó, mà những cái nước dân chủ thì không bao giờ người ta cho phép, thì chúng ta cũng không nên. Kế tiếp thì Hùng Nguyễn cũng thân mời quý vị đọc một trang báo của Hoa Kỳ, nơi đó có nhiều thông tin của chính trường Hoa Kỳ hiện nay. Hùng Nguyễn thân mời quý vị. Hùng Nguyễn thân mời quý vị vào trang Fox News, nơi đó có nhiều thông tin để chúng ta có thể là tìm hiểu thêm. Trước mặt chúng ta là trang Fox News. Thì trang Fox News này nó có những cái thông tin như sau. Thì đầu tiên thì Hùng Nguyễn cũng muốn đọc cho quý vị và các bạn một cái bản tin rất là mới đây. Thì quý vị thấy là Navan Air Station
ở cô Ben Pensacola, Florida. The search is on. Mahan a missing Saudi student after deathly. Hết tắt thì dưới này văn vây. Đó được. À, đây là một cái người có tên là, có nghĩa là một cái người mà gọi là Saudi. Anh ta là một cái gọi là một cái sinh viên, có người là Seoul, có nghĩa là người Seoul. Thì anh ta đã, sau khi anh ta bị chết khi mà tấn công vào trong cái gọi là trong cái khu vực mà ở đó là cái khu vực của gọi là hải quân của Hoa Kỳ. Thì ở đó là đây là một cái bản tin mà đưa lên cho chúng ta thấy just shot through the door, có nghĩa là cái gọi là cái người mà đàn ông mà bắn súng là chỉ bắn anh này thông qua cái gọi là cái cửa. The door là cái cửa lớn nha quý vị, có nghĩa là bắn qua cửa cái cửa. Autora investiga deadly attack, có nghĩa là cái vấn đề mà được cho phép về vấn đề mà investiga là có nghĩa là điều tra về cái chết của một người mà bị tấn công vào trong cái US Nadan, có nghĩa là vào một cái trung tâm, vào một cái gọi là một cái chỗ mà đóng quân của hải quân Mỹ ở tại Florida. Thì đây là một cái bản tin mà được có nghĩa là dựa vào trong một cái những cái vấn đề mà tìm kiếm về một cái tài khoản của bên phía quốc gia là người Seoul đã gọi là liên kết và bởi cái vấn đề mà bị bắn giống như là một cái gọi là một cái điều kiện mà cộng thêm về những cái chứng cứ, về những cái detail là những cái gọi là những cái bằng chứng gọi là về cái vấn đề cái người mà bị gọi là chết đó. Là cái ông mà FBI có tên là Jacksonville Office là ở tại là thành phố Jacksonville. Thành phố Jacksonville đã nhận ra là cái người bắn đó vào hôm thứ Bảy, đêm thứ Bảy, có tên là Mohammed Assamreni. Anh ta mới có 21 tuổi và cái hình của anh ta được đưa ra vì cái vấn đề mà gọi là điều tra đó đã nói là lần thứ hai vào trong cái sân bay của hoàng gia Royal này là cũng giống như hoàng gia airport và là một cái gọi là một cái sinh viên Naval Fire Officer Naval Aviation, là một cái sân bay ở trong một cái trường học. When he opened fire Friday, có khi anh ta mà có nghĩa bắn ra vào hôm thứ Sáu, có nghĩa là trong cái khu đó họ bắn ra làm chết cho một người sinh viên. Đây có hình ảnh của anh ta. Quý vị thấy cái hình ảnh cậu bé này thì mới có 21 tuổi thôi, là bởi có nghĩa là do FBI người ta xô ra có tên là Mohammed Asavrani, là một người Seoul, một người sinh viên người Seoul ở trong cái lớp học của anh ta ở tại cái trung tâm hướng dẫn về bay ở tại Pensacola vào hôm thứ Sáu đó. Có nghĩa là trước khi mà họ tranh chấp đã giết cái đã bị ông này bị bắn chết, cái người này bị bắn chết. Thì đây là một cái tin buồn thì ông Quỷ cũng muốn thông qua đây cũng có một cái tin khác nữa. Đây là first FLA gun owner to have firearm take under red flag flow go. Thì trên cái jury has spoken, quý vị thấy là trên cái súng của anh này thì có một cái gọi là một cái miếng đỏ. Thì ở đây là người ta thì anh ta bị bắt bởi vì anh ta gắn một cái cờ đỏ ở trên cái súng, có nghĩa là đó là vi phạm một cái luật
vì ở tại cái gọi là anh này tên là Jackson Smith, 31 tuổi, ở Deptfield Victor ở FLA, có một cây súng R15, có nghĩa là tự động, bán tự động. Đó thì anh ta một là đầu tiên là người đã có những cái gọi là cái súng mà nó có cái cờ đỏ nằm trên cái súng đó, thì từ đó thì anh ta bị bắt. Cái cờ đỏ Florida là cho phép authorize to obtain court order confess weapon from people who bought them themselves order. Có nghĩa là anh ta phải ra hầu tòa để mà trình bày cái vấn đề tại sao cây súng của anh ta có cái cờ đỏ trên đó. Đây là một cái vấn đề mà quý vị thấy người ta, có nghĩa là người ta rất là an toàn, chứ còn không thì quý vị biết rằng là anh ta có thể là dùng cái hình tượng đó mà anh ta đi gieo rắc cái gọi là cái chết, thì cái đó cũng rất là nguy hiểm. Cho nên cảnh sát người ta có nghĩa là thấy là người ta đã gây khó khăn cho anh ấy là bắt buộc anh ấy ngay. Có nghĩa là người ta không biết là tại sao mà trên cái cây súng của anh ấy lại có cái lá cờ như vậy. Kế tiếp thì ông Nguyễn cũng thân mời quý vị vào trang South China Morning Post, nơi đó có nhiều thông tin hơn để chúng ta có thể là tìm hiểu dễ dàng hơn. Thì đây là trang trước mặt chúng ta, là trang South China Morning Post. After half of year unrest, 800,000 mark take to Hong Kong street. Bất kể 800,000 mark take to Hong Kong street. Thì đây là một cái bản tin mà nói về Hồng Kông, có nghĩa là sau gần nửa năm thì cái vấn đề mà chống lại chính phủ, tới 800,000 người đã ra đường để mà chống lại chính phủ Hồng Kông. Thì quý vị là trong vòng nửa năm thì đã 800,000 người tham gia cái vấn đề mà ra đường để mà chống chính phủ đó. Thì đó là một cái bản tin mà do bên cái báo Hồng Kông, cái báo South China Morning Post đưa lên vậy. Hundreds of thousands loot did Hong Kong commercial hit on Sunday. Có nghĩa là hàng trăm ngàn cái loot did là giống như là những cái Hong Kong commercial hub. Loot did là họ tràn ra giống như là những dòng thác vậy đó. Người ta gọi là loot did Hong Kong commercial hit on Sunday. To mark the 6 months, là có nghĩa là trong vòng gần hơn 6 tháng of their fight, họ đi ra để mà họ chống lại chính phủ. Sehindak, trong lúc mà city, những cái gia đình trong thành phố has become more united, là có nghĩa là đã trở thành lại kết hợp và để thắng được về những cái vấn đề mà do cái gọi là liên, do cái quốc tế mà ủng hộ. Những cái người mà nhân viên thì vẫn phải gọi là không có gọi là, cũng giống như là fail, là có nghĩa là không có thành công để mà gặp gỡ những cái người mà được đưa ra đề nghị. Đó là những cái điều kiện về dân chủ ở tại Hồng Kông được thực hiện. Thì những cái vấn đề mà tuần hành của họ thì rất là lớn trong cái vấn đề hòa bình, cho tới nửa đêm khi những cái nhóm mà có nghĩa là những cái nhóm mà bảo thủ protester, họ đưa ra những cái điều kiện để mà chống đối, ở trong đó có những cái vấn đề về bom dầu, bom xăng gì đó, và tấn công vào những cái gọi là những cái high court, là có nghĩa là những cái tòa án, hoặc là những cái nơi mà những cái cơ sở tòa án của Hồng Kông. Thì ở đó thì quý vị cũng biết rằng là cảnh sát đã dùng những cái hình thức mà gọi là những cái gọi là vũ khí để mà chống lại, trong đó có gồm có cả dao, cả những cái gọi là súng mà bắn đạn cao su,
hay là những cái điều kiện khác để mà chống lại cái lực lượng gọi là phản kháng đó. Thì đây thì dựa theo cái vấn đề mà human right, là cái vấn đề mà nhân quyền, cho người dân gần 800.000 người đã ra đường đó, từ cái quảng trường Victoria tới Causeway Bay, là có tới vịnh có tên là Causeway Bay, Charter Road, tới và đi tới cái gọi là cái trung tâm, mà do cái ông gọi là, nhưng mà bên cảnh sát á, thì họ nói thì chắc ước lượng cũng khoảng chừng 180.000 người thôi, nhưng mà bên người dân thì người ta nói tới 800.000 người. Thì đây là một cái vấn đề mà giữa hai phía, giữa nhà nước và dân chúng, luôn luôn có những cái thông tin rất là khác nhau đó. Thì quý vị thấy đây là họ vừa đi ban đêm mà họ đi, họ cầm cái phone họ vẽ ra thành những cái hình ảnh rất là đẹp. Đây là một cái bức ảnh mà họ chụp bằng cái tốc độ rất là chậm, thì quý vị thấy rất là hay đó. Đây là một cái hình ảnh mà rất là hiếm, dùng chân máy để trên một chiếc cầu, và cái đoàn người đi qua họ cầm cái cell phone đưa lên và đi qua, thì người ta chụp được những cái khoảnh khắc này rất là đẹp. Hồng Kông protester có nghĩa là những cái người phản cấm Hồng Kông đã dùng cái smartphone, là cái điện thoại thông minh của họ, để tạo lên những cái làn sóng, những cái gọi là con suối, theo cái ánh sáng ở trên cái con đường. Đó, quý vị thấy nó rất là xinh đẹp, rất là đẹp. Kế tiếp thì chúng ta cũng đọc thêm một cái bản tin khác. Cái câu chuyện mà Hồng Kông thì tới nay 6 tháng nay thì chính phủ Hồng Kông thì cũng đã được gọi là bầu cử lại rồi, thì cũng chưa có biết là cái bà Carrie Lam thì sẽ làm việc tới lúc nào. Nhưng mà bây giờ thì quý vị thấy cũng có những cái điều kiện thay đổi ở tại Hồng Kông, thì từ đó thì người dân người ta cũng bớt xuống đường hơn. Police say weapon in Louis Vuitton ahead of mass protest. Đây thì quý vị cũng biết rằng là cảnh sát ở tại Hồng Kông thì người ta cũng dùng những cái vũ khí, kể cả những cái súng phóng lựu nữa, piston ở hit, có nghĩa là piston là một cái súng mà súng giống như là cái ống thụt vậy đó, có nghĩa là để mà bắn ra những cái trái đạn. Thì chúng ta cũng nên tìm hiểu là tại sao mà cái cảnh sát ở tại đó mà bắn những cái trái đó ra, bao lượng handgun, có nghĩa là để bắn vào cái gọi là, thì cảnh sát cũng dùng những cái handgun đó, là cũng những cái súng phóng lựu á, đây là những cái phun thúng của cảnh sát, để mà bắn vào cái người biểu tình. 9 ly piston during raid, có nghĩa là những cái súng này là cũng cái súng mà của cảnh sát Hồng Kông đó. Đó. Wow. Đây là những cái vũ khí mà rất là nguy hiểm. Đó, thì quý vị cũng nhìn vô cái phim thì quý vị cũng thấy là ở trên đây là một cái hình ảnh là người dân họ đổ ra đường, họ đi gần 800.000 người đó, ở trên cái đường phố, thì quý vị thấy nó rất là đông khủng khiếp như vậy đó. Họ đi ra đường để họ mà, có nghĩa là họ phản kháng lại với chính phủ của họ. Hồi nay họ đeo những cái mặt nạ vui lên nữa đó, thì quý vị biết. Đây là một cái câu chuyện mà có nghĩa là, bởi vì cái vấn đề này á, thì quý vị biết là Tổng thống Donald Trump trước đây là cũng đã ký hai cái dự luật. Một cái dự luật là để ủng hộ Hồng Kông, có nghĩa là dân chủ cho Hồng Kông. Cái dự luật thứ hai là ủng hộ Tân Cương, cũng đưa ra cái vấn đề đó, trong cái vấn đề thương chiến với Bắc Kinh. Thì cho dù cái cuộc thương chiến Bắc Kinh nó có tiến triển tới đâu không biết, nhưng mà bây giờ là người Hoa Kỳ thì người ta đã ký ra những cái dự luật đó,
Bởi vì từ đó là Trung Quốc không có dám gọi là đụng vào cái người Hồng Kông. Chứ thực sự ra Hồng Kông thì Trung Quốc chỉ cần 14 phút để mà xóa sổ thôi. Thì Tổng thống Donald Trump đã nói như vậy. Nhưng mà tại vì cái vấn đề bang giao giữa hai nước, vấn đề về thương mại quá giữa hai nước, cho nên là chính phủ Trung Quốc không dám nhúng tay vào mạnh vào vấn đề Hồng Kông. Bởi vì cái sự phản đối của chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Cho nên từ đó thì Hồng Kông thì tới bây giờ thì cũng đang gọi là chừng lại. Cho nên cái vấn đề mà tấn công của bên phía bên gọi là chính phủ Trung Quốc thì cũng giảm thiểu đi. Có nghĩa là cuối tuần là ngày hôm qua là ngày thứ bảy thì đã 800.000 người tuần hành ra đường phố Hồng Kông. Quý vị thấy đây là một cái câu chuyện rất là lớn. À, đây là những cái thông tin về khu vực châu Á. Thì ở đây chúng ta Malaysia Malaysian baby diagnosed sick diagnosed with polio in the first report kê sinh năm 1992. Có nghĩa là người Mã Lai thì họ dùng những cái điều kiện mà để họ gọi là tìm hiểu về bệnh tình của trẻ em của ở tại Malai, thì cái chương trình này nó có từ năm 1992 tới giờ. Còn đây là một cái bản tin khác, Peace in Fighting, PKR Thiết Tình, Future of, đây là một cái câu chuyện cũng của Mã Lai luôn. Đây là chắc ông phó thủ tướng hay ông thủ tướng gì đây, ông đang thông báo về, ông này chắc phó thủ tướng, đang thông báo gì cái vấn đề của Mã Lai. Thì quý vị biết rằng là ở Mã Lai thì cái ông thủ tướng thì năm nay ông tới là 94 tuổi rồi. Thì cách đây 2-3 tháng thì ông có đến Việt Nam chơi. Ông cũng có chạy chiếc xe gọi là VinFast. Có nghĩa là thủ tướng của Malaysia gọi là Mahathir gì đó. Mohamed Mahathir, thì ông ấy cũng có đến Việt Nam để thăm Việt Nam, rồi cũng có đến chơi, rồi cũng có chạy chiếc xe của do gọi là tỷ phú Phạm Nhật Vượng sản xuất, thế này thế kia. Thì quý vị biết rằng là ông ấy 94 tuổi nhưng mà còn rất là minh mẫn, còn rất là mạnh khỏe, cũng đi công du qua Việt Nam, cũng rất là hay. Thì quý vị biết rằng là cho dù người ta lớn tuổi cỡ bao nhiêu tuổi đi nữa mà nhà người dân tín nhiệm thì ông ấy còn làm việc, thì cái đó là một cái điều kiện rất hay của người Mã Lai. Kế tiếp thì Hùng Nguyễn cũng thân mời quý vị vào trang Facebook, nơi có nhiều cái thông tin của bạn bè của Hùng Nguyễn. Hùng Nguyễn thân mời quý vị. Đây là trang Facebook, chúng ta vào trang của nhà báo Minh Hữu Quang để chúng ta đọc một số thông tin của anh. À, Minh Hữu Quang cách đây 2 tiếng đồng hồ thì có đưa lên một thông tin: nhiều người bạn cười việc giúp nhau này theo tôi là không có tinh thần xã hội chủ nghĩa. Hà Tĩnh khổ thì Hà Giang cho, Hà Giang nở hoa thì lẽ ra nước Cộng hòa tự trị Vin phải cho qua người ta nở, cấm đường hẳn 2 ngày, cho ông quảng cáo xe mà có 500 triệu hội qua cũng phải lấy từ ông khố rách Hà Tĩnh, phê bình nước nhà Cộng hòa Vin. Lần sau nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không cho xe nước Vin đi nhờ nữa. Đây là Minh Hữu Quang đang chọc ghẹo cái người có tên là Phạm Nhật Vượng, một người mà đưa ra những cái vấn đề mà diễu hành cái dàn xe cộ của anh ta mà phải cấm đường, cấm xá như vậy. Cái đó là một cái vấn đề mà quý vị biết, cũng là một cái vấn đề tức cười.
Thật sự vì sao anh chết? Tôi không phải để đánh người ngã ngựa mà phân tích cho vui, cũng là để các bạn có thêm góc nhìn. Mỹ Trung đang như thế, đến cả Trung còn phải hạ lệnh đóng cổng thành, thì đương nhiên triều đình thấy triều đình cần một nguyên Nguyễn Tri Phương lúc này. Trong mấy năm qua triều đình nghĩ anh còn là nhà con nhà tướng xuất thân, ít ra anh cũng giúp triều đình bố phòng binh bị, lương thảo hậu cần. Đằng này anh lo mở siêu thị, anh lo lọc nước bán nước, vốn là những việc không cần con nhà tướng như anh. Bán nước thì ai chả bán được, cần gì đến tướng quân. Anh là tướng mà cũng không phải là tướng, lúc triều đình cần anh ổn định nhân tâm thì anh ký lệnh thu hồi sổ đất, ép dân nghèo lỡ mua nhà chung cư vào thế đường cùng. May mà triều đình nhanh chóng can thiệp, không thì số dân đó làm loạn. Chả có ông tướng thật nào mà có tầm nhìn như anh. Tư duy và tầm nhìn như vậy lại ngồi ghế trọng trấn kinh kỳ, anh chết giờ là hơi muộn rồi. Đó mà còn cho dư luận viên đi chửi biểu tình anh hùng, đi chửi triều đình và anh hùng thiên hạ. Tao hỏi lần cuối đứa nào về vẽ. Không biết ông A là ông tướng Khương. Đây là chuyện Minh Hữu Quang đang nói chuyện về cái ông tướng Khương của Việt Nam. Ở đây là có một cái câu chuyện khác về câu chuyện rối loạn chức năng. Chuyện của ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch thành phố Hà Nội, phát biểu trên truyền thông cho ta thấy không còn là chuyện riêng của ông Chung mà là chuyện chung của những nỗi niềm riêng, cũng là lỗ hổng rất lớn của nhà nước pháp quyền. Như tôi nói trong bài nghi vấn, nhà nước pháp quyền đã hỏng. Những chuyện của Hà Nội đang làm như ngân sách có gánh lãi vay cho doanh nghiệp cấp nước xong đuống hay không, hay chuyện Nhật Bản làm dự án có xin phép Hà Nội hay không, thì dư luận đã rõ nên không nói lại. Cái cần nói là chuyện một ông lãnh đạo thủ đô mà lại bất chấp tất cả để phát ngôn chỉ đạo bừa bãi là điều phải quan tâm. Tiếc rằng điều đó giờ là thói quen trong hệ thống nhà nước. Thì quý vị biết rằng là ở Việt Nam thì vấn đề luật lệ thì nó chồng chéo với nhau, ai cũng có thể là ra luật, ai cũng có thể là làm luật cho cái gọi là cái điều kiện của mình. Thì cái đó là một cái đất nước hiện nay cũng đang cần có những cái bàn tay, có những cái vị lãnh đạo mà đứng ra để mà gọi là chỉnh đốn lại. Chứ không thì thật sự ra thì Việt Nam hiện nay đang giống như là nó đang rối rắm. Ở đây thì một cái bản tin khác của ông Mạc Chân Trang có viết: bóng đá nữ vô địch SEA Games nhưng thương quá. Thú thật tôi ít khi xem bóng đá nữ vì so với nam đá dở quá và vì thương các cô gái. Có lần tôi đã viết thư gửi lên FIFA là không nên khuyến khích bóng đá nữ, và nếu có thì chỉ nên để nữ đá 2 hiệp trong 70-80 phút, bởi vì nhiều chỉ số về thể chất nữ chỉ khoảng 70% đến 80% của nam. Về các kỷ lục thể thao thì không bao giờ nữ ngang nam. Tennis nữ chỉ đánh đến 3 set, nam đến 5 set, nhưng họ chả nghe, không hiểu vì sao. Tối nay không theo dõi trận chung kết của nữ Việt Nam và nữ Thái Lan mà hết 90 phút. Bật TV xem kết quả thì thấy các cô gái nằm la liệt để được xoa bóp, chuẩn bị đấu hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút như các cầu thủ nam. Tôi xem 2 hiệp phụ và thấy các cầu nữ nữ Việt Nam nhỏ bé hơn Thái Lan, nhưng nhanh nhẹn hơn, kỹ thuật khá hơn, gắn kết đồng đội hơn và đặc biệt là tinh thần thi đấu rất ngoan cường. Nhiều cầu thủ nằm lăn ra sân, phải có bác sĩ chăm sóc rồi lại dùng lên thi đấu hết mình. Vào đầu hiệp phụ thứ nhất, được dăm phút, Tuyết Nhung sút phạt góc rất hiểm, thẳng vào cầu môn, cầu thủ Thái đánh đầu ra. Hải Yến chớp thời cơ đánh đầu vào lưới đội Thái ghi bàn thắng duy nhất 1-0 cho Việt Nam. Đội Thái có nhiều cầu thủ cao to, dùng lực nhiều nhưng kỹ thuật và sự nhanh nhẹn kém hơn Việt Nam. Sau bàn thua, suốt 20 phút còn lại của 2 hiệp phụ, họ tung hết sức tấn công chủ yếu bằng những đường chuyền dài và tạt cánh vào vòng cấm để các cầu thủ có thể là giành vượt trội Việt Nam, hơn Việt Nam đánh đầu nhưng không gây nguy hiểm lắm. Thì quý vị biết rằng là cái câu chuyện này là một cái câu chuyện mà rất là vui trong cái bóng đá. Thì phụ nữ Việt Nam thì thật sự ra thì bóng đá Việt Nam thì chưa có lựa chọn được phụ nữ để cho cao to. Phụ nữ Việt Nam cao to thì họ đi làm người mẫu hết rồi.
cho nên bóng đá không còn nữa. Bây giờ thì quý vị biết là Việt Nam thì phụ nữ Việt Nam mà 1m80 tới 1m85 thì họ giữ dáng cho đẹp, rồi họ đi thi, có nghĩa là họ đi thi hoa hậu. Phần đông thì quý vị thấy vậy, kể cả những cái người mà đã đi qua bên những cái đội tuyển gọi là đội tuyển gọi là bóng 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 chuyền, rồi sau đó thì cũng được đưa về làm người mẫu. Trong đó thì quý vị biết là cũng có rất là nhiều người trong đội này đội kia cũng đưa về làm người mẫu, cho nên phụ nữ Việt Nam mà cao ráo thì bây giờ người ta đi làm người mẫu, còn phụ nữ mà không có được cao thì làm đá banh. Nhưng mà cũng may là cô Hải Yến hồi sáng thì cũng rất là cao, cô ấy tôi nghĩ là không phải cao 1m75, 1m8 gì lận, thành đi cô ta làm bàn cái trái đánh đầu vô cầu môn của Thái Lan rất là đẹp. Thì cái đó cũng hy vọng rằng đội tuyển bóng nữ, bóng đá nữ sau SEA Games này thì sẽ có những cái thành phần mà thay thế càng ngày càng cao lớn hơn, giống như là bây giờ quý vị cũng thấy là đội tuyển bóng đá nam Việt Nam bây giờ trong đội hình là cũng có tới rất là nhiều người mà cao trên 1m75, 1m8. Thì quý vị thấy cái dàn hậu vệ Việt Nam thì nếu mà nói đúng ra đi Thành Chung thì cũng phải 1m80 mấy, rồi kế bên đó cũng Tấn Sinh thì cũng cao 1m8 mấy, rồi Hồ Tấn Tài cũng 1m8 mấy hết, rồi kể cả Đoàn Văn Hậu, rồi kể cả Nguyễn Đức Chiến hay hoặc là thủ môn cũng là gần 1m9 hết rồi. Có nghĩa là Việt Nam bây giờ thì nếu mà nói là người nhỏ con nữa thì cũng đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã đi trước, cho nên bây giờ thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã chọn đội hình thì quý vị thấy rất là cao ráo. Để chi? Để sắp tới đây thì Việt Nam mới có cái cơ hội mà để đi ra đấu trường thế giới, chứ còn thật sự mà nếu mà nhỏ con quá thì sẽ, nếu mà không có biệt tài, thí dụ nhỏ con thì phải giống như là Quang Hải. Quang Hải là một người mà có nghĩa là làm sóng làm gió với cái bóng đá, là tại vì sao, anh ta là một cái người mà tài năng rất là đặc biệt, anh ta có những cái cú gọi là cú sút mà cầu vòng hoặc là hình quả chuối thì không thể chê vào đâu được. Rồi còn cái nhãn quan về bóng đá của anh ta thì là một người khủng khiếp, anh ta có những cái đường chuyền giống như dọn cổ mà đầy vừa kỹ thuật mà vừa nghệ thuật nữa, thì thật sự ra bóng đá rất là hiếm. Thì chúng ta cũng muốn gọi là nhắc lại những cái người giỏi, giống như Thái Lan cũng có Chanathip. Chanathip là cũng là một người chỉ có cao 1m60 mấy thôi mà cũng rất là tài năng. Tại vì sao? Nhỏ thì phải có tài năng, thì giống như những cái người đó thì mới được trọng dụng vô đội tuyển, còn không thì không có thì cũng phải lớn con. Thì quý vị thấy nếu mà lớn con mà hay nữa thì quý vị giống như là Đoàn Văn Hậu. Thì quý vị biết là bây giờ là cái gọi là cái câu lạc bộ Heleven đã mua anh ta với số tiền lên tới nghe báo, không biết báo này có báo lá cải không, mà tôi thấy nó đang mua gọi là Đoàn Văn Hậu tới 40 tỷ, có nghĩa là gần 2 triệu đô la. Thì không biết cái này là báo thiệt, báo tin tức thiệt hay là fake news. Fake news thì không biết, nhưng mà cũng rất là mừng cho cái cầu thủ bóng đá của Việt Nam hiện nay. Kế tiếp thì chúng ta vào cái trang của Lê Thị Hương Trà. Lê Thị Hương Trà mang tên là cô gái đầu lông. Thì thường thường đây cô ta mới đưa lên cũng ca ngợi về bóng tối 82 đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thắng Thái Lan 1-0 trong trận chung kết lần thứ 6 giành ngôi vô địch SEA Games, vượt qua địch thủ đối thủ lớn nhất Việt Thái Lan. Tuy nhiên, trong khuôn khổ các trận thi đấu tại SEA Games mới đây, huấn luyện viên Mai Đức Chung của tuyển nữ đã chia sẻ với báo chí rằng lương các chị em bóng đá nữ Thái Nguyên, Sơn La chỉ từ 3 đến 5 triệu đồng một tháng, còn chế độ dinh dưỡng phụ cấp tập luyện trung bình 100 đồng một ngày, mức lương còn thấp hơn đi làm công nhân. May mặc, chế biến thậm chí thấp hơn nhiều lần nếu đi giúp việc cho gia đình ở thành phố lớn. Chưa kể phụ nữ ra sân còn bị sạm da cháy nắng, nhiều tuyển thủ đã phải bỏ tập luyện đi làm công nhân. Sẵn tiện so sánh, một ca sĩ đã tiết lộ lương người giúp việc của nhà bạn ấy là 10 triệu đồng một tháng. Chắc than dữ quá. Mới đây tập đoàn TNT Group đã tài trợ toàn diện cho bóng đá nữ Thái Nguyên với hợp đồng 5 năm
đổi tên luôn thành câu lạc bộ Thái Nguyên TNT. Chưa hết, sau chiến thắng Philippines ở vòng bán kết 7 tháng 12 vừa qua, các tuyển nữ đã nhận được 2 tỷ rưỡi, nâng tổng số tiền thưởng từ đầu giải đến giờ là 4 tỷ. Hôm nay vô địch chắc thêm tiền nữa. Kaka, đây là mức thưởng chưa từng có trong lịch sử tiền tử tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Đúng rồi đó bạn. Có nghĩa là năm nay là năm, có nghĩa là SEA Games lần thứ 30 thì đội tuyển nữ nếu mà được thưởng như vậy thì cũng rất là mừng cho họ. Lương bổng gì mà có 3 đến 5 triệu một tháng thì có nước chết. Thời gian đâu mà ăn uống đủ, làm sao mà đủ ăn uống mà đủ tập luyện. Thì bây giờ thì quý vị biết rồi. Sau cái lần mà gọi là vô địch SEA Games lần này thì hy vọng rằng là tuyển nữ Việt Nam được đầu tư đúng mức hơn để chi còn vươn ra thế giới. Bởi vì quý vị cũng biết rằng là đội tuyển nữ Việt Nam thì nếu mà so mà đụng với Trung Quốc hay là so đụng với Hàn Quốc thì đâu có chịu nổi. Tại vì những cái đội tuyển của những cái nước như Trung Quốc hoặc là Hàn Quốc thì hoặc là Nhật Bản thì người ta đã ra quốc tế rồi, ra thế giới rồi, đã đá với những cái nước mà gọi là của châu Âu rồi. Trong khi Việt Nam thì chỉ còn nằm trong ao làng, cho dù có vô địch của ao làng đi nữa, nhưng mà muốn ra tới cấp độ châu Á thôi là cả một vấn đề khó khăn. Thì quý vị biết là vấn đề về gọi là vấn đề về lương bổng, vấn đề về gọi là vấn đề về dinh dưỡng, thì cái nữ Việt Nam thì hiện nay cũng còn chưa có được chăm lo cho nó đúng mức. Thì hy vọng lần này được 4 tỷ, hơn 4 tỷ về thì được chia nhau ra, hay là không biết có được chia hay không, hay là bị ăn hết thì cũng tội nghiệp cho cái dàn bóng đá nữ của chúng ta. Thì Hùng Nguyễn cũng thông qua cái thông tin này cũng thông báo với quý vị những cái điều kiện rất là mừng. Cũng chúc cho đội tuyển nữ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rất là tốt đẹp trong kỳ SEA Games này. Và cũng hy vọng rằng các cấp ban ngành đoàn thể cũng tạo điều kiện để giúp đỡ cho cái gọi là tuyển nữ bóng đá của Việt Nam sẽ có điều kiện để tập trung hơn vào những cái cuộc mà gọi là chinh chiến về gọi là thể thao trên bình diện gọi là châu Á hay là thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này lần sau. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và một ngày làm việc thật là vui vẻ.